Trời ơi bà nội ha, bà nội đi rước về cái bà nội ha, bà nội cưng do anh lắm ông bảo chú ơi. Bà nội làm bánh nè, đem lại cho Mới làm rồi. bánh hả? Bánh đó đó, bánh phát đa đó, rồi xong rồi ha, lấy chai vô đụt này nè, mấy đứa nhỏ nó khoái bánh này á, xong rồi ha, chét vô đụt này luôn, rồi mua bánh đó nữa cho lại đây để cho, rồi xong rồi lấy vô đụt để cho John nữa, xong rồi ha. Bây giờ ha, bà nội chạy đi rước cho chị hai với Sika nữa rồi. Jessica 2 giờ ở doanh, bữa nay á 1:40, chị hai bữa nay thì 2 giờ. Cho nên ha, bà nội chở doanh mới về xong rồi ha, bây giờ bà nội nói chạy đi rước Jessica nữa. Bánh này ha, doanh Jessica dắt rất là thích luôn. Xong rồi còn lấy hôm qua mình đi nhà là ăn bánh kem của mình mua đem tới thôi. Cái xong rồi ha, bà nội cũng có mua bánh kem vô đụt nữa nè, bữa nay cũng lem phân nửa lại cho mấy đứa nhỏ nữa nè. Trời ơi nó thấy chưa, ấy rồi sao tự nhiên không ăn lễ đàng hoàng, lễ ngay ngắn lại cho mẹ ăn bánh, ăn bánh kia đây rồi xong bánh kem hả. Ôi còn em vô nó ăn ship nè, em vô nó em dắt thì nó ăn ship, nó ăn ship nó mê luôn á. Anh Doanh đừng có lưa ship cho em ăn hoài, ăn ăn ghiếc ra ho nó nha, té nó dắt dắt té dắt ơi coi chừng té. Bữa nay mình ăn chay, mình không biết ăn cái gì nữa cả nhà ơi. Mình có mua mấy trái su nè, rồi chút xíu mình sẽ xào 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 tỏi thôi, xào gì. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Trúng cái gì vậy? Bánh đầu cú nhá. Bánh gì không à, cái gì. Ồ ăn bánh kem hả, em chắc rồi đúng em chắc té rồi, nhưng em chắc em nó qua đây nó lấy ship á, vô anh cái viên lạng nó con đem giục nghe không con á, để một hồi em mà nó đụng chúng em bỏ vô miệng là nuốt vô là chết á nha, nghe không, rồi lúc cho em ăn nữa. Ôi. Đó bà nội mỗi lần mà một tuần ha, bà nội được đi rước hai lần là coi coi dính miệng em mà tội bà nội một tuần á được rước cái doanh hai lần, tại vì ngày thứ hai với thứ tư là chồng mình đi công ty làm cho nên ha bà nội chạy được rước, bà nội ha, trong được 2 ngày đó để rước doanh với Jessica, bà nội mừng lắm. Mỗi lần rước ra ha, mua chút xíu bánh, chút xíu bánh vậy đó dụ doanh, nó cho doanh nó vui á. Trời ơi thiệt luôn á, coi coi âm kìa kìa, em muốn âm kìa, trời ơi bự dữ vậy, coi chừng nó dính miệng kìa, lúc cho em ăn nữa kìa, em muốn ăn kìa, em dắt kìa, ủa nó hả miệng nó trơn kìa. À sao không nghe bánh vậy, đàng hoàng luôn, cao lên coi kìa, anh John kỳ cục dắt à, phải nói là anh John kỳ cục quá hả. Mẹ dắt gì nè, mẹ dắt gì nè, ăn xong dắt coi chừng té em kìa, coi kìa em nó nhìn không thấy em nè, coi chừng thấy em kìa, em nó muốn ăn nữa kìa. Sao anh Vinh không múc bánh kem mà cứ múc cái toàn là ha cái kem ở ngoài không vậy, coi kìa. Ôi chết rồi chết rồi, cái ông nhỏ này chắc là bây giờ cũng đảo ngọt luôn rồi nè, nhóm cái chơi dắt ăn rất ăn ngọt giống như giống như anh doanh nó vô viên không, nó ăn ăn chính giữa vô đụt, nó ăn nó rửa chính giữa vô đụt nó ăn, còn ở ngoài cái kem ở ngoài nó lúc cho em ăn coi chừng em té kìa, con ngồi qua bên đây coi chừng em nó em té, em đứng em chịch cái chân té đó nha. Cô giáo ha, bữa nay nhắn tin email nói cô giáo, con của cô giáo dạy tiếng Việt á cả nhà, con của cô giáo bị bệnh nữa rồi cho nên bữa nay không có đi học tiếng Việt một tháng vậy, một tháng học 4 tuần mà một tuần học có tiếng đồng hồ mà, như một tháng cô giáo con cô giáo bệnh hết 2 tuần rồi còn học có 2 tuần, một tháng học được 2 tiếng đồng hồ học gì sao biết tiếng Việt không bầu chú ơi, đó bởi vì nó đi nó ngồi cho có ngồi cho vui thôi chứ mình cũng để cho nó đi cho nó quen cho nó vui. Cho em ăn đàng hoàng coi chừng té em muốn ăn kìa
Ui ông dắt rồi, bây giờ cô ui ông nhỏ cũng bây giờ nó cũng háo hảo ngọt dữ. Ủa dắt không tin đấy, không có ăn ngọt, không có cho rượu rượu. Ngon không? Cái kem ở ngoài nó cũng ngọt vậy, ngon không? Ngon ngon đâu, ngon 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 đâu. Cái chừng té em đó nha. Ngon ngon đâu, dắt ngon ngon đâu. Ngon 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 ngon. Hả? Ăn nó kìa. Con phải múc ngay, con phải múc ngay chỗ chính giữa bánh phong lan cho em nữa. Lúc em đàng hoàng con trùng nó dính luôn. Dính nào hết cái này dí cho dắt chính giữa. Ăn gì sao con trùng dính áo em kìa. Có dính áo em không? Dạ. In the bro. Sao mày kéo xuống? Det är bättre med vanliga dammsugare. Ja, bättre lurer det går. Ja. Kéo xuống. Mycket bättre. Oj, cái gì? Ủa, nó tào lao, nó chỉ cái gì? Jag ska åka hem, tack så mycket. Jag gillar mitt svenska. Mamma! Nej tack, det är bra, goda. Men mycket städning. Så? Mycket städning. Då ger Sven här med. Ja, Sven äter. Mycket städning. Ja. Mycket på golvet. Okej. Vad är det John är så fin med sig? Nhà này khoái ăn mấy cái quýt chua chua gì nè ông bà chú ơi. Quýt này nó chua dữ lắm. Mà nhà này John với Jessica ba nó này cái nọ nó khoái ăn đội quýt này. Jessica so fin. Đội quýt đỏ kia thì nó ngọt mà đội này nó chua mà nó da nó mỏng mỏng nè, mấy đứa nhỏ nó khoái lắm. Bà nội đi về kìa. John, tới rồi, bye bye bà nội kìa. Kìa đợi ôm mà nói gái kìa hai đứa. Ờ xe là đi tao hấp hấp luôn sao. Má mày đi tao hấp luôn. Xe là. Ừ xe là đi tao hấp xe là. Ôm trời ơi nó uống nước xong rồi á, nó để đó rồi nó kêu bà nội dẹp. Ôm mà nói cái cho bà nội đi về. Ôm mà nói. Nè, ôm bà nội cho bà nội đi về nè. Em dắt nó no rồi đó, bắt đầu nó ngồi đó, nó coi hộp quà đó. Nãy nó ăn bánh kem ăn quá trời luôn á. Ôi ơi. Coi kìa. Gắt cái chân lên gì kìa. Cho hai con nó gắt cái chân lên gì kìa. Bye bye bà nội. Do anh thấy bye bye bà nội chưa? Du ska ha detta. Ja, jag har sett det. Mamma, ja, okej. Nu ska jag åka hem. Ja. Tack så mycket, mamma. Tack. Jessica, om man har en grej. Jessica har så fin färg på den tröjan. Jessica, den kan vara man har. Jessica är så söt. Hon är söt. Jessica är så söt. Ja. Jessica lång som var fan hon. Jessica växer. Och John med. John fin. Alla fin. Jag ska åka hem. Bye bye mamma. Tack så mycket mamma. Hej då. Xin tiền. Chào cả nhà. Cả nhà mình bữa nay bữa mình cứ nói là mình đội cơ chiếc xe Kia tới đích mà đội mới nó mới về cả nhà. Hôm nay chồng mình nói nó về rồi, bây giờ mình đi coi thử coi chiếc xe nó đẹp không. Đi vô. Đi coi nghe nó ra mới ra đẹp. 6 chỗ ngồi, 1 là 6 chỗ ngồi, 2 là 7 chỗ ngồi. Nếu mà mình muốn để 7 chỗ ngồi cũng được, mà để 6 chỗ ngồi thì nó rộng hơn cũng được. Mình sẽ lại coi thử chiếc xe nó đẹp không cả nhà. Bữa nay nó mới về tới đây, nó mới trưng bày nè. Nó trưng bày cái mẫu gì thôi chứ có mà ha. Ok, người nào mua đó là mình muốn bỏ gì vô là mình bỏ vô mà mình thêm tiền đó cả nhà. Kiểu vậy á. Ồ, EV9 hả?
everything. Đây, hiệu này nha cả nhà. Hiệu Kia này nè. Ôi bự quá vậy. Ôi má ơi bự quá. Nó bự quá nè. Nó bự cái này ha, đi chợ đi búa chắc mệt luôn á. Wow. Trời ơi bự dữ đi. Wow, đẹp quá vậy. Đẹp quá hả? Ủa chị hai ngồi sang dữ chị. Wow, wow, cái ghế cũng rất là đẹp, cái ghế rất là đẹp nha. Cái ghế rất là đẹp nha. Wow, cái chỗ này để đồ luôn kìa, Jessica ở dưới nè. Dưới này nè. Cái hộp để đồ kìa. Rất là đẹp nha cả nhà. À, ở trên nè có cái kiến đùa ra nè. Lùa cái kiến ra, lùa hai bên nè, ở khúc sau với khúc trước. Nó ngăn ra cho nó không ngơi. Wow, hai cái đồ nè. Jessica. Hai máy lạnh đó. Máy lạnh. Cái đó là lùa cái cửa kiến á. Wow, rất là đẹp nè cả nhà. Đâu coi sao nó bự không? Ở sau rất là bự nè ha. Ben hot sister coi. À, đi xe Ben sister hả? Này có mình số nào vô. Wow. Ở sau thì nó hơi chặt ha. Ở chỗ sau thì nó 7 chỗ ngồi thiệt, nhưng mà ở chỗ sau nó ngồi thì nó hơi chặt chút xíu. Mà để cái này không đó. Mẹ nghĩ là làm 6 chỗ ngồi thì nó sẽ hay hơn. 6 chỗ ngồi thì không có cần cái ghế chính giữa. Hai cái ghế bên hông thì mình sẽ đi chính giữa, mình đi gần sau luôn. Wow, cao gáo rất là cao cả nhà. Cao bự á. Hả? À, dựa ra sao được hả? Coi sao mà. Wow. Rửa cái cốp ở sau. À. Cái cốp thì tại vì nó 7 chỗ ngồi cho nên cái cốp thì nó hơi nhỏ nha. Cái này để được để ở dưới nữa nè. Đứa mới đầu đồng. Với ta Sun. This seven day he sit down. Yeah. Anh cái lít đồ xích nó nên nằm một bàn. No one. No one số. No. Để ba dựa xuống. Để ba lè xuống. Ủa nó nặng. Ê. Rồi. Nè. Gốn. Vad tyckte du? Nu gör inte det då. John đừng có lè. Bấm. Cái này nè, mình bấm là nó tự dở lên nha cả nhà. Chắc hơi khỏi cần mình lấy tay kéo. Ồ. Cái ghế rất là êm nha cả nhà. Cái ghế rất là cái nệm cái bằng da nè. Rất là êm cái ghế nha. Đây. Đây là cái giống như cái máy lạnh nha. Ồ, máy lạnh. Ở trên ở phía sau nó có cái kiến đùa ở sau. Còn ở trước thì có cái kiến đùa ở trước. Ở sau cũng có hai cái máy lạnh lo máy lạnh đó. Rất là. Wow. Phim mà rất là sun. Bự quá ha. Đẹp ha. Cao gáo ha. Thích không Jessica? Hả? Vô anh thích không? Dạ. Ôi, bấm đây con. Ờ, để mấy đó ra là nó tự gỡ ra. Ồ, bánh xe rất là bự nha cả nhà. Bánh xe rất là bự, rất là kìa. Ồ. Rồi, cao hơn, gần bằng John luôn rồi. Ồ, cái màu xanh cũng rất là đẹp ha. Xe đó bao nhiêu tiền, nó chưa có để giá này cả nhà. Ồ. Hiện giờ là nó 800 gần 870 á. 870 cả nhà. 870,
870, trong khi đó mà nó 870 rồi, xong rồi mình ha, mình bỏ đồ vô, mình cài cái gì theo ý muốn của mình nữa là ha, là mình thêm tiền vô nữa đó cả nhà. Là ha, chiếc xe chạy ra nè ha, chắc cỡ 900 đó cả nhà. Cao ráo rất là đẹp. Nhà này á, nếu mà 2 năm con, 6 con mua. Giờ này ghé vô chợ Selenland mua chút xíu đồ. Em dắt ơi, đắt kiệt, đắt kiệt. Trời ơi, đắt kiệt nè cả nhà. Đắt kiệt bây giờ mắc tiền lắm luôn á. Một bịch á. Cái đắt kiệt này á, đắt kiệt này loại ớt nè. Trời ơi, một bịch vậy mà mấy chục đồng. Wow, bây giờ nó ra nhiều loại quá trời luôn nè, đắt kiệt quá trời loại. Nửa mai mốt mà sắp sửa tới Noel là bắt đầu hả, đi vô đây hả, mua kẹo dữ lắm ông bầu chú ơi. Này vitamin nè, vitamin vitamin C, vitamin này cái đó, quá trời quá đất. Trời ơi, nước ngọt thiên đường, nước ngọt, nước ngọt bao la, bao la là bao la. Năm nay Sakura mắc lắm cả nhà, một hộp là trăm mấy á. Bây giờ năm nay ha, kẹo bánh kẹo Sakura này cái nọ mắc cực gấp. Chồng mình ha, đi lúc nào ha, cũng phải lon bò cụng á, lon Google bột hết á. Ui, cái này cái kẹo gì mà đen tù đùi vậy? Kẹo hả? Phải không? Chai gì á? Chai gì mà nó đen đen nhỉ? Dầu cá gì á? Wow, cái này gì chị thấy? Cái này collagen hả? Này, mấy cái đồ này á, chắc là đồ hơi mắc tiền á, cái nhà dầu thơm này cái nọ. Đồ cho nên sao mà nó khóa rồi? Cái chỗ này nó khóa rồi cái nhà. Chỗ này người ta làm bánh kem quá trời luôn nè. Hôm cuối ăn ngon nhất. Bánh mì út. Chỗ này là bánh kem. Còn này á, bánh kem, gọi là bánh kem giống như là con ếch vậy á. Bánh kem miếng cả nhà. Ủa, thi ghi mà? Nè, 10 kronor. Quay lấy số 7 lít hả? 50%, 12.90. Quay 3 lít? Lít thuốc hả? Lít luôn thuốc hả? 12.90, 10 kronor. Tự nhiên mua cây cắt bánh kem. Cô em ít thuốc tạ. Bây giờ đi về ông bảo chú ơi. Đi về ăn bánh kem của chị hai với Noel này nè. Ông bảo chú ơi, bắt đầu ở trong chợ người ta trang trí Noel này nè. Không khí Noel tới, ông tùm tên. Mặc áo vô đạnh đó coi. Về nhà ha, coi thử coi. Bữa nay ha, bắt đầu thưởng thức cái bánh kem của chị hai tặng cho ba nè. Không có ngon quá tại nó. Ngon. Trời ơi. Trời ơi, cái kẹo nó tan ra nó thành màu xanh rồi đó. Xấu rồi. Nó xấu. Nè. Xấu nhưng mà nó ngon á. Không đâu có xấu. Chắc của do ngon hơn. Nè. Của do nó ngon hơn hả? Tại của do nó ăn điền á, chắc là nó hấp dẫn hơn á. Con này để nó ngày hôm qua tới bữa nay nè. Nha, yeah. Dắt nó phải. Khuya đi nó. Dắt nó thích bánh kem này lắm nha. Ủa muỗng đâu? Ba không lấy muỗng hả? À không có thêm hai nè. Mày lấy muỗng hả? Vô ăn thử ăn ngon không? Con nữa giờ nó nói không có ngon tại do nó chỉ muốn làm con không có. Không phải công bằng chứ. Nữa thôi mẹ thử nó nha. À. Giống không? Tu mất sợi thon chi. Nó gút rồi nó cái miệng tung. Nó đang suy nghĩ. Đây, ai dắt nè, ai dắt ăn ngon, cái ngon không là biết liền à. Nguyễn ta ai dắt trời ơi, em dắt khoái lắm. We got Nguyễn ta, ok. Papa, thaw it in. Ok, uống papa kìa. We can in. Nè. Ok. Rồi thử đi. Nguyễn ta thaw a little bit out. Ngon. Cổ dắt kìa. Ai dắt mấy cái kia lại cứ tiêu thôi tả. Ôi ơi. Đây nè. Ngon quá. Wow, đây là ăn thử mẹ ăn thử coi ngon không ngon là mẹ công bằng. Mẹ đây miếng mà.
Nè. Có nè. Công bằng nha. Giống nhau. Nhưng mà của chị hai có cam vô. Nếu có cho em bỏ cam. Nhưng mà ha, từ từ giống nhau. Của John á, tại vì á ngày hôm qua làm xong mà đi ăn điện á nó ngon. Của chị hai để tới bữa nay nó cũng ngon nữa, nhưng mà nó của em John nó ngon hơn. Skulle vi skriva en historia där? Jumjau. Det är det jag sa om matteläxan. Man måste ha lika. Em nhắc khoái lắm nha. Bye bye. Má. Bye bye. Em chắc là mê thấu tả lắm nè. Nhưng mà cái bánh này á, nó đưa mấy cái bánh phong năng rất là ngon. Vad står det nu då? Skriv en räkning om du ser till 5 plus 7. Jag vet inte. Kom igen nu då. Jag ann här min, jag har ann här min. Okej, jag kommer get a little bit of this one. Em nhắc nè. This? Yeah. Của chị hai sao nó ngọt quá vậy ta? Vi kan skriva så här. Kalle har... This is everything. Is this everything, Kika? You made the cake. The strawberry, the orange, the... Skriva så här. Vanin. Vanin, ja? No, here, vanin. Vanin. Nej, där. Det är där. Vanin, ja, då är det nära. Ska vi skriva så här. Kalle har... Trời ơi, dắt nó khoái nè, ông mệt quá. John, du lyssnar inte så noga. Det står, skriv räkningen. Sen jag har kem här, hai đồng. Vad ska vi skriva? Vi kan skriva. Fem fiskar. Fiskar. Vad är det jag gör? Kalle har fem fiskar. Bengt har fem fiskar. Bengt. Jessica. Vill du skriva Jessica? Jessica har fem fiskar. Trời ơi, em nhắc sáng giờ ăn bánh kem quá trời luôn rồi. Ngon không? Fem. Ngon không? Ngon. Jessica, just give the Jessica. Jessica har fem fiskar. Och John eller? Hör hon nämligen, bara du har gått till va? Och John har... Ja. Och... Jack. Ja, bagge i Jack. Har. Ja, gå igen. Har. Va? Sju. Dessa. Fiskar. Dessa sa åt Jack. Jag är inte långsam. Hur många har de tillsammans? Ska jag skriva det? Hur många har de tillsammans? Men han gick bäg. Nu har jag... Jessica har tre fiskar och Jack har sju fiskar. Hur många har de tillsammans? Ska jag skriva det, John? Vill du det? Hur många har de tillsammans? Det är så ngon. Det är så nej, xào med ăn cay ngon. Det är så xào nó ngọt. Jag ska skriva hur många har de tillsammans, eller hur? Ska jag skriva det? Trời ơi, nó với dắt hai đứa hảo bánh kem nè. Rồi, cho nó ăn, cho nó ăn hết luôn đi. Hết đường này ông bảo chú ơi, hết đường rồi nè. Con này sao đi? Jessica har 7 droger och Jack har 5 droger. Hur många droger har du tillsammans? Jag får inte ha den, jag får inte ha den. Tunga droger som fan. Ăn tới đây thôi. Jessica har...
5 fiskar åt G. Ja. 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 Hur fiskar? Fiskar hit här. Hit här. Fiskar, ja. Fiskar hit. Många. Har det. Pappa, jag kan ramla på min tårta. Samma. Har du ju. Trời ơi. Ừ. Hai, ăn tới đây thôi, hết bánh kem luôn nè ông bà chú ơi. Trời ơi, cho sạch bóc hết này. Đây. Đây. Chào tạm biệt bà chú. Chúc con nhỏ nhắc và bằng chú này khi sẽ lại cho con nhỏ nhắc cái mà với chú. Dạ. Dắt nói. Dắt nói, cảm ơn bà chú. Trời ơi, em ăn xong rồi hả? Tự nhiên không xong. Trời ơi, nó vú chi vậy? À, đây. Bye bye nha. Bye bye bà cô chú. Hai đâu. Bye bye. Hẹn ông bà chú vào điểm sau. Bye bye. Bye bye. Chắc bye bye.